Ôi xa. Bà bán cho cháu ít thịt. Thịt gì nữa? Đây thịt mông, thịt vai, ăn cái gì? Mông á? À? Mông nó phải tròn xe chứ. Đây, miếng mông đây. Tuyệt vời mặt trời luôn, ngon lắm đây này. Đây là thịt... Đây là thịt lưng. Thịt lưng à? Đâu, thịt mông này. Thịt nào rẻ á? Rẻ á? Rẻ có cái này. Nếu mà chơi chó. Mày mua về làm gì? Mua cho mày lại ăn. Mày mua để mau để ca để ăn miếng này chứ ai mới ăn cái này. Cái này thì mua về cho chó thôi. Thì cái này bao nhiêu tiền? Cái này á? 8.000 một lạng. 8.000 một lạng cái này đắt thế. Đắt gì? Đây là nhiên thịt thế này, toàn thịt thế này. Đấy. Đây đây là xương à, tức là xương rồi. Xương bằng thịt mà, xương bằng thịt ngon lắm. Thịt đều thì mới để ở trong xương. Đây là thịt đều đây, thịt đều thịt xịt đấy. Cái đậu này bao nhiêu tiền? Đậu 3.000. Cho cháu một cái nồi. Cái này được ạ? Cái một cái này nè. À, hai cái nồi. Nhưng mà phải rẻ hơn. Thế là rẻ thôi. Đây có 8.500. Nhưng mà có được tiền đâu ạ? Có tiền tiền đâu? À đấy. Nhưng mà cái này bao nhiêu tiền hả? Cái này à? Cái này là đi 70.000. 70.000? Đắt thế. Thế giả bao nhiêu? Đi đấy. À đâu, nhắc vào đây bạn thân ạ. Đây 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 đây. Lọc cá đây. Ba bỏ mỡ ở đây à? Lọc cá. Có một mỡ lợn nhé. Đây này, lọc cá đây này. Đây này, chưa. Đây. Ê. Ui, ngon đấy. Ngon gì, bà mua về cho chó đây. Cho chó đây á? Ừ. Nếu bà cho cháu thì cháu đang chó không được. Thôi thôi, hay là thế, bà mua về cho chó đây. Đây, có chó rồi, là chó, chó. Tính ơi, mua về cho chó mà. Chó hay bán lại cho cháu này. Không bán được, bà để mang về cho chó. Chó của cháu cũng để. Bà bán cho cháu, chó của cháu cũng để. Bà mua về cho chó nhưng bà nó để mà. Cho mày mua cái khác đi. Thôi, cho cháu làm chó cũng được. Sao để cho cháu này? Bán cho cháu cái nồi đi. Mua về làm gì? Chó của cháu cũng để. Để mấy con? Để một con. Mày kia tặng cho một con nhé. Đó, bán đây. Nhớ đấy, bán cho cháu chứ. Bao tiền? 50.000. Đặt chơi. Đặt gì bà bán? Bây nhầy, bây nhầy. Bây nhầy, bây nhầy. Có lợn nè. Bây nhầy mà nó nhiều lắm, như thế nhiều lắm đây này. Mua toàn mỡ. Mỡ nhưng mà nó là lòng cá mà. 50.000 là đặt chơi. Bà mua 50.000 bà để cho 50.000 khuyến mại đến rồi. Khuyến mại cái này á? Ồ, cũng được. Thế thì lỗ à, bà lỗ cái này à? Thế trời, chả tiền khuyến mại nữa. Thế cháu giả. Ồ, thế thì cứ cần đồng to thì bà lấy đâu tiền trả lại? Bà sẽ đổi lại. Đổi à? Đổi đâu chứ giờ? Đổi trong quán của bà ấy. Đổi quán à? Đi mẹ chạy đi đổi đi. Cái cháu đổi. Bà ấy đổi cho cháu tiền thôi. Cái gì mỡ lắm. Lòng cá thì chả mỡ, lòng cá mà đây này. Hãy ngon lắm. Đây cháu ăn tuyệt vời luôn đấy. Người ăn được tuyệt vời đấy. Người ăn cái này mỡ. Cái mỡ là mình lấy 40.000 thôi. Thôi bà mua 50.000 rồi. Bà cái bơ đấy nhỉ. Để lại rẻ cho mày đấy, không được đồng nào nó mất công chở từ chợ về đây đấy. Cái này chó của bà kiêng ấy, kiêng chó của nhà cháu ăn tạp mày ăn. Chó bà nó để nó phải ăn cái này. Chó bà không ăn bỏ lại phí. Không bỏ đâu. Này, cái này chú giặt. 50.000 nhé. Mình để vào đâu? Ngâm à? Ai cho tiền đấy? Ngâm vào đây. Chiều chú ra cháu mua thịt hổ. Chiều ra mua thịt hổ á? Cháu mua thịt cho bà tả thịt này đi. Không, thịt ăn mãi khổ lắm. Mà đây ta bán thịt nhưng chẳng thích ăn thịt. Về ăn rồi thôi. Tất cả đi ăn thịt. Thế cái này về ấy à? Hả? Về... Cho chó vào đấy ca. Rượu. Ui, nặng thế. Chè chiếu cùng cười.
Rồi thì chơi kiểu này mới ngon mọi người. Lót rơm vào đây. Ủ rơm luôn. Anh dở hơi à? Hả? Thế thì chín làm sao được? Chín hết. Cái này phải ăn sổi. À, mày xuống suối hái tao mấy gọn rau dớn cho vào đây. Rau dớn nấu cá? Ừ. Nhưng mà em chưa ăn thần nấu dớn bao giờ đâu. Ngon ngon ngon. Mày... Rau dớn như ta sao mới mỡ chứ? Ngon. À mà cái này đầy mỡ nhỉ? Ừ, ngon. Tôi lấy đi. Đấy. Đợi bao đủ lấy rau dớn thả vào đây. Là úp vào thôi. Đi tao lấy cùng. Ui trời, mập đấy. Ui rau dớn lại mập. Cái này không thể có nhỉ? Đấy, mập ú ú đấy. Ui. Đây, lấy quả này. Mập không? Lấy cả cẫng của nó luôn này anh ơi. Đây là rau dớn này mọi người. Anh ơi, lấy cả cẫng nó luôn nhé. Rau này mà phơi khô xào ăn ngon cực kỳ luôn. Chả cần khô, giá đồng này đặt cũng cần khô. Đây, bên này. À đây có mấy ngọn này. Mập phê. Ui xa. Ơ, đây mấy cái mập vậy? Ui. Ui dồi ngọn này, mập à? Mập ú ú luôn. Cháu mà lấy nhầm ngọn dây chỉ nhé. Không bây giờ. Em biết em bao nhiêu năm trong người thả trâu đâu. Ui đi xa. Đi. Cho vào cùng cái này. Đỡ tay là thứ nhất. Cái lòng cá này mà có tí mẻ vào. Ôi trời ơi, cánh mẻ. Xinh điểm. Anh ơi, ăn chuột này. Một cái nồi này mà 150, quá xinh đáng. Ăn chuột này. Trời kệ. Tào ủ cá ra. Ui, kín chưa đấy? Đấy là đất. Ăn chuột. Mày cứ đấy mà chuột. Ui, anh đốt chín rồi á? Ừ. Chín được không? Chín hết. Thử một lần chơi lớn xem có châm trồ hay không à? Đây là lòng cá ủ rơm nha mọi người. Nó thêm rơm à? Nhiều rơm à? Đây này. Này khả năng là chín ngon mọi người ạ. Loa kêu rồi đấy. Muộn. Loa kêu là muộn rồi mọi người ạ. Chín chưa? Chắc là chín rồi. Anh mở cho em nào. Ui, ôi, số trùng trùng. Số rồi, số rồi. Xem này. Được rồi, được rồi. Số trùng trùng. Được rồi. Thấy chưa? Đấy, đây. Ôi, đi chẹt 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 chẹt. Nói đây anh ơi. Bán đây. Bình tĩnh từ từ không ạ. Kéo chó hết. Đây, sang đây. Ôi xa. Búa này. Bóng. Bóng mới sâu đâu mà bóng. Đây. Bóng mới. Cái bóng à? Rồi, không không. Bóng em đâu đây mà này này. Bóng bóng. Úi chà. Ui, đây cho mọi người xem này. Ui, ăn này. Nhưng mà vẫn còn hơi bị ngấy đấy. Ui. Ui, chà chà. Thấy chưa? Ôi đây mà có canh mẻ. Thôi rồi, ui. Hôm nay không mang mẻ mọi người. Ui, mời mọi người nhá. Hai. Ui, mời tất cả mọi người nhá. Ừ. Ừ. Ngon lắm. Quá ngon luôn. Làm. Hôm nay mới làm canh mẻ. Ui. Nay hôm nay phải mang mẻ đi. Làm một canh mẻ anh à. Rau dớn ngon. Rau dớn nó hút mỡ. Vâng, cực cực, ăn cực nha. Không, tao ăn cái nhỏ. Tham thì ăn cái to thôi. Không mình ngó tao vả nó một phát đấy. Ăn được đâu đó đấy nhỉ. Đấy, đâu giờ nó bắt mỡ người nhá. Không mấy, ăn vịt ngon luôn. Ngon. Ai là tín đồ của lòng cá thì mới biết. Lòng phê thế nào?
còn lòng điên thì về tới bến. Ngon nha. Lòng cá đã quá. Còn lòng điên này. Chỗ này à? Chỗ này mà nhà hàng đang định vào chỗ này, nhà hàng là nhiều tiền nhưng mà nhà hàng chỉ có nhà món này. Không có. Nhà hàng không bao giờ có món này, món này rất là ngon. Thế nên là người ta không bán. Đắt lắm á. 150 nói chung là hơi đắt một tí thôi. Có một tí này mà 50.000 á. Cái gì? 50.000 một bộ. Mày điêu rồi. Mấy là hơn chục bộ đúng làm. Một bộ là bao gốc. Mới đi tạo. Mà đang ngửi cái mùi gì không thật. Không thực tế. Mùi thực gì tế. Cái mùi phét á. Có ăn gốc lắm. Ôi, tao tưởng con sâu vào đây. Nào quá. Bỏ nhớ đây anh. Này, tao tưởng con sâu vào đây mặt tao dưới. Đây, ngọt rau dưới. Ui, nhìn cái con chung quạc ấy nhỉ. Nhưng con chun đấy. Chuẩn bị đến mùa chim đen rồi mọi người ạ. Chuẩn bị sẽ cắm có... súng cao su. Cắm súng cao su để săn chim đen. Thì rơi rồi dài rồi. Ăn mẹ quê luôn nhỉ. Ngay mà nấu cánh mẹ nữa. Hết giờ. Cái bộ là một con đâu. Nào con nó tã ra hết rồi đâu. Lòng ngon nhất là cái lòng cá trôi ấy, nó nhà nào. Cá lóc ấy. À, là cá lóc thì không tính. Đặc con là bà xã luôn. Luôn. Đúng luôn. Này mày làm cái này chưa sạch này. Sạch rồi. Con chó này nhất là mua mày bây giờ. Bỏ đi. À cái em kia sạch nhá. Đấy. Đấy. Mọi khi có một hai bộ tranh nhau. Ừ, nó tranh ý. Đớp đi. Nhiều. Hơn chục bộ ấy. Thấy không? Thấy không? Em ăn lòng cá chấm. Lòng cá rau dớn siêu to khổng lồ. Cái trà tao bảo đốt dơm lại quên rồi. Gan nó đâu hết nhỉ? Đâu được, gan nó nát ra rồi. Gan nó nhũn hết mọi người ạ. À, ai bán cái này cho mày? Hả? Ai bán lòng cá cho mày? Bà bị hạ. Mai về đòi ngay cho tao mười mấy cái bong bóng nhá. Lòng cá bong bóng đâu? Hả? Em mua lòng bong bóng à? Ruột bộ lòng nó cũng phải có cả bong bóng. Ruột, gan, mật. Mật thì không cần. Đây là con... bảo mày mua ruột đâu, cả bộ của nó là gồm cả bong bóng với lại thì ruột với lại kia cả. Đấy, toàn bộ nội tạng rồi. Bộ? Ừ. Thế mày mua thì thiếu, mai đòi ngay. Đòi được. Không đòi được. Bà mày hạ gì, tí ra về tao đòi. Bây giờ thành rồi hết rồi. Thành rồi gì? Thành khuôn như rồi ấy. Mọi người không hiểu được cái đầu óc này. Nó tối từ mật rồi tối lên.